các bạn, đó là bài Lý Hoài Nam. Đó là một bài dân ca rất hay và được chuyển soạn cho sáo và rất nhiều các ngón luyến, ngón láy, ngón vuốt ở trong bài này. Vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số cái ngón vỗ, ngón láy để các bạn luyện tập. Vì sáo trúc của chúng ta rất hay sử dụng những cái ngón để mà thể hiện được những cái bài dân ca nó thật ngọt ngào và nó mang được cái màu sắc đặc biệt của dân ca từ vùng. Bây giờ ta vào luôn nhé. Có một kiểu luyến láy kiểu vỗ như thế này. Cái ngón đầu tiên á là đô pha rê, đô pha rê. Bản chất của nó là đô pha rê, nhưng nốt pha này á bắt buộc cái ngón ngón giữa này phải giữ là đô pha rê. Thì khi mà ta thổi nhanh á là đô rê, đô rê, đô pha rê, nó sẽ ra một cái kiểu vỗ, một kiểu láy rất đặc biệt. Với các bạn làm theo anh. Khi ta làm nhanh này, cũng như vậy, ngón ở trên này là pha si son, pha si son, cũng ta cũng giữ, nhớ nhé, ta cũng giữ cái ngón giữa này. Như vậy thì khi ta làm nhanh. Bây giờ ta kết hợp hai cái ngón này ở octave dưới, ở quãng dưới và ở quãng trên. Bây giờ các bạn làm theo tôi nhé. Tiếp theo. Lên quãng 2 nhé. Tiếp. Bắt đầu từ dưới lên trên. Nhanh hơn một chút. Và đúng tốc độ. Và thứ hai có một loại nữa là ta láy. Láy, bây giờ láy rê pha, ta cũng giữ ngón này và ta láy ngón này nhé. Giữ đều. Khi các bạn chưa làm nhanh được thì ta lại làm chậm thôi. Đập cái ngón mạnh vào. Đúng không? Các bạn nghe thấy tiếng kêu không? Đập mạnh nhưng không được lên gân nhé. Ngón tay có thể còn yếu nhưng các bạn cứ luyện đi thì chắc chắn nó sẽ khỏe hơn. Đó. Bạn thấy nghe cái tiếng của cái ống sáo nó kêu không? Thế là đạt yêu cầu, tức là mình đã có lực đấy. Tiếp theo một ngón nữa là hai ngón. Hai ngón.
cứ thay nhau mà vỗ. Ngón này xuống thì ngón kia lên, ngón này xuống thì ngón kia lên. Và bạn cứ tập theo khả năng của mình, chậm cũng được, chậm mà đều, còn hơn là nhanh mà không đều. Cho đến khi nào đó các bạn có thể nhanh được. Tôi thử xem sao. Đấy là ngón thứ hai nhé. Bây giờ tiếp tục ngón thứ ba, tiết kiệm thời gian là ta giữ ngón này và ta vỗ hai ngón này, cứ lại đều đặn. Cái này thì mỏi lắm đấy, nhưng mà các bạn sẽ cố gắng. Cái ngón này cũng sẽ cho ta một cái vỗ rất là độc đáo nhé. Và bây giờ tôi giới thiệu với các bạn một số những ngón vỗ. Hy vọng là các bạn dành nhiều thời gian tập những ngón này để cho cái ngón của mình nó mạnh hơn, và sẽ sử dụng những cái ngón này trong những bản dân ca, nó sẽ làm cho bản dân ca trở nên độc đáo hơn. Xin cảm ơn, hẹn các bạn ở bài sau.